bão số 3 đã đi qua, hậu quả để lại hết sức nặng nề. Hoàn lưu sau bão đang gây mưa và nước sông tiếp tục dâng cao, đang là một thách thức lớn đối với các tỉnh khu vực phía Bắc. Công cuộc tái thiết sau bão rất cần sự chung tay của tất cả các ban ngành và các tổ chức cá nhân. Với sự hỗ trợ của ngành đường sắt, hơn 60 tình nguyện viên tại Huế đã có mặt tại ga Hà Nội sáng sớm nay và tiếp tục lên tàu di chuyển tới thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh để hỗ trợ hai địa phương này khắc phục hậu quả sau bão. Ghi nhận của phóng viên Thu Hà tại ga Hà Nội. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại ga Hà Nội và lúc này đang là thời điểm là 5 giờ 30 phút sáng, cũng là thời điểm mà chuyến tàu SE4 chở 60 tình nguyện viên của tỉnh Thừa Thiên Huế đến với ga Hà Nội và sau đó thì họ sẽ tiếp tục lên chuyến tàu HP1 để đến với hai địa phương là thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh để hỗ trợ cho hai địa phương này trong công tác mà khắc phục những hậu quả do cơn bão số 3. Và ngay lúc này thì tôi có cuộc phỏng vấn nhanh đối với bạn Dương Đức Vinh, là thành viên đội phản ứng nhanh của tỉnh Thừa Thiên Huế. Xin chào bạn, bạn sẽ chia sẻ về những cái chương trình hành động của mình cũng như là của đội tình nguyện viên trong cái đợt này khi mà đến với hai địa phương là thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Thì công việc cụ thể tụi em sẽ là dọn dẹp cũng như là hỗ trợ bà con khắc phục những cái vấn đề về như là cây cối, nhà cửa, cả cái tấm tôn hay là các kính, thì bọn em sẽ làm những công việc này để giúp cho thành phố gọi là sớm hoàn thiện và nhanh chóng nhất để cho các bà con ở hai vùng này có thể đi vào cuộc sống bình thường lại sau cơn bão. Chúng tôi cũng được biết là có hơn 100 tình nguyện viên cũng từ tỉnh Quảng Bình cũng sẽ có mặt tại thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh để hỗ trợ hai địa phương này khắc phục bão số 3. Vậy thì các bạn đã có cái kế hoạch để phối hợp với nhau như thế nào trong thực hiện nhiệm vụ? Các bạn nhận diện những khó khăn gì khi mà thực hiện nhiệm vụ này? Dạ vâng, khi mà xuất phát tại Huế thì ở Quảng Bình cũng là các anh chị tình nguyện viên ở Quảng Bình cũng đã xuất phát, và các anh chị khi mà đã đến Hải Phòng và Quảng Ninh thì chúng em sẽ tập hợp lại với nhau. Thì tất nhiên khi mà chúng ta đến với các cái vùng thiên tai bão lũ thì rất là nhiều cái trường hợp khó khăn, các cái tình huống bất khả kháng xảy ra, thì bọn em đã tính trước các cái phương án để làm sao đó để đảm bảo an toàn cho các bạn tình nguyện viên ở đây cũng như là có một cái công việc gọi là hỗ trợ tốt nhất cho bà con. Bọn em cũng nhận được rất là nhiều cái sự ủng hộ, ví dụ như là công ty đường sắt Việt Nam đã ủng hộ cho tụi em là 100 vé khứ hồi. Cái đó cũng là một cái động lực rất là lớn để cho tụi em có một cái lòng quyết tâm cũng như là một cái tinh thần phục vụ thiện nguyện giúp cho cả cái đồng bào bà con ở khu vực miền Bắc vượt qua cái ảnh hưởng cũng như là cái tàn phá của cái cơn bão vừa rồi. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn bạn. Kính thưa quý vị, cho đến thời điểm này thì mưa vẫn tiếp tục diễn ra ở các tỉnh phía Bắc và điều này khiến cho mực nước sông dâng cao và khiến cho công cuộc chống lại cơn bão số 3 cũng như là những hoàn lưu sau bão đang đứng trước những khó khăn không hề nhỏ. Và điều này thì rất cần sự chung tay của các ban ngành, các đơn vị và các tổ chức. Nhưng chúng ta hy vọng rằng với sự chung tay và hướng về của cả nước thì các địa phương ở khu vực này sẽ sớm vượt qua những khó khăn, thách thức này.